Việt Nam tôn vinh nhằm công ty du lịch dởm. Chỉ một ngày sau khi buổi lễ tôn vinh các công ty du lịch hoạt động giỏi diễn ra tại Sài Gòn, người ta khám phá ra là có một công ty được tôn vinh nhầm. Theo báo Thanh Niên cho biết, thì buổi trao giải thưởng quản lý giỏi và dịch vụ chất lượng của ngành du lịch lần thứ nhất của năm 2013 diễn ra sáng ngày 28 tháng 11 năm 2013. Ông Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch chủ tọa buổi lễ đã ca ngợi một số công ty du lịch làm ăn giỏi tại Việt Nam. Trong số các công ty giỏi nói trên, có công ty du lịch In đặt trụ sở tại quận Gò Vấp, Sài Gòn. Tuy nhiên, chưa đầy 24 giờ đồng hồ sau thì người ta khám phá ra là công ty du lịch In đã bị Sở Văn hóa Thể thao Du lịch Sài Gòn tước giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế trong tháng 3 kể từ ngày 23 tháng 10 năm 2013. Báo Thanh Niên cho biết là công ty này đã phạm nhiều sai lầm trầm trọng như không mua bảo hiểm cho du khách ngoại quốc, nhất là lỗi bỏ rơi 200 khách tại tỉnh Bình Thuận. Mặt khác, thì báo Nhịp cầu đầu tư dẫn nguồn từ Financial Times nói rằng số khách ngoại quốc đến Việt Nam trong năm 2012 vẫn còn thấp so với các nước không có nhiều tiềm năng như Bulgaria, Syria và Ukraine. Nguồn tin này còn nói rằng Lào và Cambodia, hai quốc gia liên bang cũng đã qua mặt Việt Nam về tỷ lệ du khách quốc tế tính trên dân số. Báo này cho biết là một trong những cản ngại đối với việc phát triển du lịch của Việt Nam là thủ tục nhập cảnh quá rườm rà và buộc du khách phải xin visa.